Hi, xin chào các bạn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn thiết kế cái giao diện cho cái từ điển nói của chúng ta. Giao diện rất là đơn giản thôi, chủ yếu là cái tính năng của nó. Rồi, ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái cấu trúc lưu trữ, thực hiện cái chuyện lưu trữ và lấy ra cái dữ liệu mình đã lưu trữ để lót lên phần mềm của chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề đầu tiên. Ở đây, chúng ta cùng xem lại kết quả của bài trước chúng ta đã làm. Lên chiu meo và lâu dữ vậy. Đây chính là cái phần mềm ở bài trước chúng ta đã làm thiết kế được cái giao diện như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế theo ý các bạn nha, không nhất thiết phải làm theo như mình. Rồi thì khi thiết kế ra như thế này rồi nè, khi thiết kế ra như thế này, bây giờ ở bên đây sẽ là key, danh sách những cái key. Với mỗi cái key tương ứng khi mình nhấn vào, nó sẽ xuất hiện cái value tương ứng bên đây. Bên đây sẽ xuất hiện ra cái meaning của nó, có nghĩa là cái ý nghĩa của nó. Bên đây sẽ xuất hiện ra cái phần giải thích ý nghĩa của nó. Với mỗi cái button này, khi mình nhấn vô, nó sẽ đọc cái từ tương ứng đang hiển thị ở đây. Được, nó sẽ đọc cái từ tương ứng đang hiển thị ở đó. Rồi, bây giờ khi mình đã thấy được rồi thì bây giờ mình viết như thế này nè. Vậy thì cái từ điển của chúng ta phải lưu trữ ít nhất những cái giá trị này. Thứ nhất là key. Key đó sẽ phải có meaning và explanation tương ứng, đúng không? Tức là cái từ khóa đó phải có cái ý nghĩa và cái giải nghĩa tương ứng. Nhưng không phải chỉ có một từ khóa mà có một danh sách các từ khóa. Như vậy mình phải có danh sách những cái cặp thằng này. Vậy thì mình phải tạo ra, thứ nhất mình phải tạo ra một class gọi là dictionary data, là chứa key nè, meaning nè, explanation. Chứa một class thứ hai, nó chứa danh sách những thằng này, gọi là dictionary items. Rồi sau đó mình phải làm sao đó mình lưu trữ được cái class dictionary item đó xuống dưới máy tính, đúng không? Chẳng lẽ các bạn bỏ hết vào trong phần mềm rồi mai mốt các bạn muốn thay đổi thì các bạn phải sửa code hả? Phải đọc từ file lên chứ, đúng không? Hoặc là đọc từ cơ sở dữ liệu lên. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ sử dụng cái từ điển bắt người ta cài SQL server vô thì mình nghĩ là đọc từ file thì nó đúng hơn, đúng không? Và file nó nên là mã hóa, hoặc là có thể sửa đổi hoặc mã hóa một cách nào đó. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tạo ra một file lưu trữ nó như thế này, một file XML. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng JSON, nhưng mà mình thích dùng XML hơn, tại vì C# người ta thích dùng cái này đó. Và thêm một cái nữa, dùng nó các bạn nhìn vô là cấu trúc nó rất là dễ nhìn. Các bạn nhìn vô, đây là danh sách một item. Trong danh sách item này có nhiều cái dictionary data, bạn thấy không? Có rất là nhiều cái dictionary data. Trong mỗi cái dictionary data này có cái key nè, có cái meaning và có cái explanation. Với mỗi thằng sẽ có những cái giá trị tương ứng và nó lưu trữ lại như vậy. Về sau nếu các bạn muốn sửa, các bạn chỉ việc sửa cái file này thôi, là cái phần mềm nó tự load dữ liệu lại cho các bạn. Đó, rất là hay. Và các bạn hoàn toàn lưu trữ file rất là dễ dàng. Cái file nó có cấu trúc á, các bạn lưu xuống y chang luôn, cực kỳ đơn giản. Rồi, thì bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào phần thực hiện. Đầu tiên là tạo cấu trúc class. Tiếp theo sau đó sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc serialize và deserialize. Được chưa? Và cuối cùng là hướng dẫn các bạn load dữ liệu vào combobuf và thực hiện cái chuyện nhấn chọn là nó sẽ show thông tin ra đây. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào việc đầu tiên, đó là tạo cấu trúc class. Ở đây mình sẽ phải tạo ra class đầu tiên, đó là dictionary data. Rồi. Dictionary data mình phải tạo thằng đầu tiên. Ở đây mình phải có cái gì, mình phải để public ha, private string key ha. Mình đóng gói hết lại cho nó đẹp dễ xài. Rồi, private string key ha, mình có key nè, mình có min nè, string được chưa, min. Rồi tiếp tục mình có cái gì, private string explanation, đúng không? Explanation. Rồi, vậy là mình đã có ba thằng. Ok. Và các bạn lưu ý, thằng này bạn sẽ không được làm hàm dựng nha. Nếu có làm thì nó sẽ không có parameter truyền vào, được không? Nếu có thì nó sẽ không có parameter truyền vào. Vậy thôi khỏi đi cho rồi. Tại vì sao? Bởi vì cái quy tắc để mà khi các bạn lưu file xuống XML á,
lưu nó ra thành một file XML, nó không được có hàm dựng mà có parameter. Tức là nó được phép có constructor, nhưng cái constructor đó không được phép có parameter. Ok, lưu ý nha. Rồi, thì bây giờ các bạn đã có file dictionary data. Bây giờ các bạn tạo thêm một file nữa để lưu cái danh sách dictionary data lại, thành là dictionary item. Chưa? Đó. Mình bỏ s đi ha. Rồi, dictionary item. Mình cho nó public. Hàng này nó sẽ lưu danh sách private list dictionary data. Danh sách item đúng không? Sẽ lưu danh sách item. Và ở đây đang tự hỏi, có ai tự hỏi không? Ủa, việc gì phải kỳ vậy? Tại sao lại phải quăng ra một cái last screen mà cái last này nó chỉ có lưu một cái danh sách item này thôi? Tại sao không quăng luôn vô trong cái form 1 đi? Hoặc là lưu vô một cái file xử lý đi? Thì bởi vì á, là mình muốn lưu cái danh sách này xuống dưới dạng XML, cho nên mình phải tách ra nó một class riêng. Nó phải nằm trong một class và mình lưu nguyên cái class đó xuống. Được không? Và để có thể lưu được cái class nào mà lưu xuống XML, các bạn phải thêm một cái attribute cho nó, đó là serializable, tức là có thể serialize. Được chưa? Rồi, đó. Và lưu ý luôn, thằng này cũng không có hàm dựng, hoặc có hàm dựng không được có phép có parameter. Ok, vậy là mình có dictionary item, có dictionary. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha, mình sẽ tiếp tục. Mình sẽ tạo thêm một lớp gọi là dictionary manager, có nhiệm vụ, có nhiệm vụ là quản lý cái từ điển này cho nó gọn code. Được, quản lý cái từ điển này cho nó gọn code. Thì trong cái dictionary manager này mình có cái gì? Mình sẽ tạo ra, đầu tiên mình sẽ tạo private dictionary item. À, được không? À, danh sách cái item mình lưu lại để mình xài, để mình load lên chứ, đúng không? Rồi mình làm thêm cái nữa nè. Bây giờ mình làm thêm cái nữa nha. Mình sẽ có thêm 3 hàm. Hàm thứ nhất đó là hàm load lên Combobox. Hàm thứ nhất có tác dụng là load cái dữ liệu lên Combobox, đúng không? Hàm thứ hai có tác dụng là lưu cái dữ liệu xuống dưới file XML. Và hàm thứ ba đó là hàm có tác dụng là lấy dữ liệu từ file XML lên. Được chưa? Thì bây giờ mình cần 3 hàm. Hàm đầu tiên là load data, đúng không? Public void load data. Nên đặt luôn cái tên cho nó rõ ràng. To combobox. Được chưa? Mà nếu đã là load vô một cái combobox thì các bạn phải có một cái combobox, đúng không? Vậy thì các bạn phải truyền vào một cái combobox. Bạn phải truyền vào một cái combobox. Ok, vậy combobox mình gọi là combo đi, cho nó lẹ. Rồi, đó là một hàm thứ nhất. Hàm thứ hai mình để luôn ha, hàm này có tác dụng gì? Load dữ liệu vào combobox. Ok, rất là đơn giản. Và thực sự cái này nhìn vô, nhìn cái tên là đã biết rồi, thì việc gì phải duy trì cái này nó cho nó thừa, đúng không? Nhìn nó rối code lên thôi. Ok, mình mong muốn hướng tới các bạn, khi mà các bạn viết code, các bạn đặt tên cho nó đúng chuẩn, cho nó tốt, code các bạn nó clear, nó rõ ràng nhất, là các bạn sẽ không cần phải comment. Được không? Các bạn đọc code các bạn như đọc văn vậy đó. Rất là tuyệt vời ha. Rồi, lại tiếp tục làm màu mè tiếp. Region properties, đúng không? Là nơi nào mà chứa các property á, thì gom hết lại region cho nó gọn như thế này. Đó, đóng lại rồi, thấy chưa? Nó rất là gọn. Sẽ đóng lại rất là gọn. Sao nó gom hết? À, mình quên. End region. Đó, là đóng lại. Property là nằm trong property. Method là nằm trong method. Được chưa? Đó. Ok. Rồi, cái hàm thứ hai. Hàm thứ hai đó là hàm serialize to XML. Chưa? Public void to XML. Được không? Và các bạn muốn serialize lại thì các bạn phải cần hai thứ. Cái thứ nhất đó chính là cái dữ liệu. Cái thứ nhất đó chính là cái dữ liệu mà các bạn muốn serialize. Và cái thứ hai đó chính là cái đường dẫn của cái file các bạn muốn lưu xuống. Serialize là lưu xuống, deserialize là lấy lên. Được không? Thì serialize thứ nhất là bạn phải đưa vào object data. Cái thứ hai đó là cái đường dẫn của file. Chưa? Đó. Rồi, tiếp theo cái hàm thứ ba đó là hàm lấy từ file lên, deserialize public object
form is email. Đó. Đặt tên là thấy rõ luôn, không cần phải nói nhiều. Deserialize form is email. Đó. File path string. File path. Rồi, ở đây nó yêu cầu trả làm cái object. Vì sao vậy? Bởi vì các bạn từ cái file này các bạn lấy ra dữ liệu các bạn trả ra đúng không? Cho nên các bạn phải return cái gì đó bất kỳ, giả sử return 5 để tạm đi cho nó khỏi lỗi đi. Chưa? Mình viết hàm trước là mình biết mình cần phải định nghĩa cho ba hàm này. Mình biết rằng mình cần phải định nghĩa cho ba hàm này. Ok, mình có nên làm một cái hàm dựng hay không? Cũng nên có, từ từ khi nào cần mình sẽ đụng tới, được chưa? Rồi, sau khi mình có dictionary manager này, mình chưa cần định nghĩa nha, tạm thời chưa định nghĩa nha, cứ để đây. Bạn qua bên form 1, bạn muốn lấy ra bạn xài đúng không? Bên form 1 bạn muốn lấy ra bạn xài thì bạn tạo một cái dictionary manager. Dictionary. Được rồi. Ở đây mình sẽ khởi tạo nó. Dictionary bằng new dictionary manager. Ok. Bây giờ như thế này. Khi mà thằng này nó vừa mới chạy, khi mà thằng này nó vừa mới khởi chạy, mình sẽ load dữ liệu lên trên cái combo box này. Đúng không? Khi nó vừa khởi chạy mình sẽ load dữ liệu lên trên combo box này. Vậy thì sao? Load luôn. Dictionary. Đó. Chấm Log data to combo box, đúng không? Mình đã có hàm rồi. Vậy mình combo box, mình combo box gì? Combo box work. Phải là xong không? Rồi, vậy thì có nghĩa là bây giờ mình chỉ việc định nghĩa cái hàm này thôi. Là khi mà cái form này chạy nè, cái chương trình này chạy nè, nó sẽ có dữ liệu ngay vào trong đây. Chưa? Vậy thì bây giờ trên đây mình không bận tâm cái form 1 này nữa, mình qua bên này mình giải quyết. Ok. Vậy nó log data vào thì log như thế nào? Thằng combo box này nè. Chấm data source của nó bằng cái item. Liệu có đúng không? Coi chừng. Được không? Cái item này là một class, mà data source này nó cần một cái list, một cái danh sách. Nên các bạn phải lấy ra chính là cái item này. Là cái danh sách nằm trong đây nè. Đó, bạn phải lấy cái danh sách này ra đổ vô. Chứ bạn lấy một thằng ra nó không hiểu đâu. Được không? Bạn phải lấy danh sách đổ vô. Ok. Vậy là mình load combo box xong. Nhưng mà coi chừng nha. Ủa vậy rồi bây giờ có ai nhìn thấy không? Có ai nhận ra rằng là cái item của mình không hề có một chút data nào không? Cái item của mình không hề có chút data nào cả. Vậy thì sao mà lấy được? Đúng không? Item của mình đâu có data đâu. Vậy thì bây giờ để cho nó đỡ tốn thời gian, thay vì mình tạo data sẵn thì mình đã có data ở đây rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn load cái file lên. Được chưa? Load cái file lên. Rồi mình sẽ up luôn cái file này lên website cho các bạn. Được không? Website healthyteam.com. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn từ cái data có sẵn các bạn serialize xuống. Từ cái data có sẵn các bạn serialize xuống. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái code đó cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ load nó lên. Khi mà yêu cầu load data tới combo box thì không đúng. Tại vì giả sử mỗi lần người ta gọi hàm này thì mình phải load lại từ file lên rất là lâu. Thay vì như vậy thì chỉ cái lần đầu tiên khi mà nó khởi tạo chương trình thì mình thực hiện load từ file lên. Giả sử file của mình nặng mấy mê rồi bạn load, bạn ngồi bạn load hả? Giả sử nặng mấy ghi đi sao? Đúng không? Rồi, vậy thì mình nên có một cái hàm dựng. Dictionary manager. Trong hàm dựng này mình sẽ thực hiện load data lên cái item này. Yeah. Load data lên item. Thì bây giờ items mình sẽ phải new nó ra. Đúng không? Mình phải new nó lên. New cái danh sách item này lên. Tiếp sau đó có phải cái list item trong đây mình cũng chưa có gì hết đúng không? Mình vẫn nuôi đúng không? Vậy thì mình nêu tiếp items.item bằng new list data. Được không? Rồi, sau khi có list những cái data này rồi, bây giờ bắt đầu nè. Bây giờ bắt đầu làm sao để lấy dữ liệu lên thì phải thực hiện cái hàm deserialize này. Phải thực hiện cái hàm deserialize này. Mà để định nghĩa nó thì làm sao? Bây giờ tạm thời đi ha. Tạm thời chưa có định nghĩa, mình xài hàm trước đi, mình định nghĩa sau. Mình cứ biết là hàm này có tác dụng á, là từ cái đường dẫn file này nè, từ cái đường dẫn file mà mình lưu, mình sẽ có được cái kết quả là cái data ra cái danh sách này. Thì biết là như vậy rồi. Vậy thì cái item này sẽ không cần phải new như thế này nữa, mà cụ thể nó sẽ là như thế này nè. Deserialize from XML, mình đưa vào cái đường dẫn gì đó bất kỳ đúng không? Sau khi ra kết quả rồi nha, mình ép kiểu nó về dictionary. Rồi nói đây, không thể convert từ cái kiểu dictionary item về cái kiểu item này. Tại vì sao?
Cái item trong đây là một cái list item chứ không phải là một cái item. Vậy thì cái thằng này bỏ luôn, khỏi, được không? Đó, thì ra này. Mà nếu đã như vậy thì việc gì phải deal ở đây nữa, đúng không? Bỏ luôn. Đó, bạn chỉ cần như thế này thôi. Bạn chỉ cần như thế này thôi, được không? Rồi, thì bây giờ bắt đầu định nghĩa nè. Rồi, ok. Vậy thì cái file này lấy đâu ra, làm sao lấy nó lên? Và cái đường dẫn này đường dẫn gì? Thì mình sẽ phải lưu một cái đường dẫn file private string private bằng, nó chính là data.xml, nó chính là data.xml, chỉ vậy thôi, data.xml. Ok, vậy mình đưa vô private, vậy là xong. Ok, rồi thì bây giờ thực hiện cái hàm deserialize nha. Thực hiện cái hàm deserialize, hàm này như thế nào đây? Bây giờ đầu tiên mình phải tạo ra một cái stream. Mình phải tạo ra một cái stream. Stream này có tác dụng là để mở kết nối file. Sau đó mình phải tạo ra cái thứ hai, đó là cái XML serializer. Có tác dụng là chuyển cái file đó lên thành một cái object theo cái mã XML. Các bạn cần hai cái đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo cái đó ra. Rồi, các bạn tạo cái đầu tiên là cái file stream. File stream này các bạn dùng thư viện là system.io. Rồi, đó là ms bằng new file stream. Thằng này nó sẽ mở theo cái file path, mở cái file này lên ha, mở cái file này lên theo cái file asset, đó là read hoặc write bất kỳ. Rồi, tiếp theo đó là file mode. Các bạn mở lên để làm gì? Mở hoặc là tạo ra, được không? Rồi, đó là các bạn mở file lên, được chưa? Những cái này nó bị ngược. Đầu tiên là file mod rồi mới tới file asset, mình bị ngược ha. Rồi, em cắt đây. File này. Đó, thay lỗi. Tiếp sau đó các bạn tạo ra một cái là XML chứ quên. XML. Đó, vẫn còn nhớ cái tên. XML serializer. Đó, bạn dùng thư viện XML serialization. Bạn để tên nó là cái gì bất kỳ, giả sử là XML, hoặc là các bạn để serial cho rồi cho lại bằng new XML serializer. Và để các bạn có thể thực hiện serialize, dịch ngược nó lên, thì các bạn phải truyền vào cho nó biết là các bạn muốn dịch ngược cái kiểu dữ liệu là gì, và cái kiểu dữ liệu đó cụ thể là kiểu dữ liệu dictionary item chưa? Đó chính là cái kiểu dữ liệu này, và các bạn bỏ vào trong một cái tie off. Đó, là lấy ra cái kiểu dữ liệu của cái dictionary item này đưa vào là nó sẽ hiểu. Rồi ok. Vậy thì tới đây nó sẽ hiểu rằng, rồi cái thằng này nó muốn mở cái file theo cái file path này lên, nó mở lên hoặc là tạo theo cái kiểu là được phép đọc hoặc là ghi chưa? Sau khi mở lên rồi, nó mong muốn rằng lấy dữ liệu từ file đó lên và biến nó thành cái kiểu dữ liệu ở đây. Đó, ý là như vậy, được không? Rồi, bây giờ để thực hiện serialize, deserialize, chúng ta sẽ gọi từ cái serialize này, gọi cái hàm deserialize chưa? Rồi, chính cái file stream này thì nó deserialize sẽ ra cái object này, thì mình chỉ bị return thôi là xong. Ok, đây chính là cái hàm đó. Và để nó có thể làm được chuyện này thì các bạn phải đưa cái file data, bạn phải đưa file data mà phải đưa cái file data vào bên trong cái thư mục debug ở đây nè, ngay chính là cùng cái thư mục, cùng cái thư mục với cái file thực thi, được không? Mình phải đưa cái file data này copy vào bên trong đây, được chưa? Rồi bây giờ mình chạy thử nha, xem nó ra cái gì nha, mong là nó chạy. Không có gì hết ở đây, không có một cái gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem vì sao, chúng ta sẽ cùng debug vì sao debug ngay từ bên ngoài luôn. Load combo box, đúng không? Vậy thì load cho combo box vô đây là cái việc combo box data source bằng item.item, được chưa? Vậy thì cái xem thử nè, chúng ta sẽ để debug ở chỗ này và chỗ này để xem thử nó item có thực sự có item hay không. Rồi, vào trong đây nó load item đúng không, mình vô F11, vô deserialize, ok, mở file lên, ok, serialize, ok, mở thành công rồi, nó return ra, ok, giải thích là chạy thành công, không có thấy lỗi. Xem thử nha, item hiện tại là null đúng không? Qua một phát item này đó, item cao bằng 0, vậy tức là nó không có cái item nào cả. Có thể nào là cái tên đặt sai hay không? Có
có thể là tên đặt sai lắm đó chứ, có thể lắm, đúng không? Rồi vậy tức là nó thực hiện được file chạy rồi này kia, nhưng mà cái item nó không có thằng nào cả, cho nên thành ra nó bị hư chưa. Rồi ok, vậy là hiểu rồi ha, vậy là hiểu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại cấu trúc file, cùng xem lại cái cấu trúc file, được không? Đây items có s, được không? Items có s, item của mình có s không? Item của mình không có s. Ở đây chính là một vấn đề. Rồi item có s ha, tức là cái file của mình đã làm sẵn, file này có s rồi, trong đó thì có dictionary data, rồi là ok rồi, có key rồi, có meaning, có explanation. Mình xem thử có đúng như vậy không. Ừ, có key nè, có meaning nè, có explanation nè, những cái explanation này mình viết nó à đúng rồi, y chang. Rồi để đóng đi, bây giờ mình chạy lại ha, mình sẽ thử chạy lại xem thử nó là được chưa. Rồi F9. Oh no, nó lỗi. Gì đây? Item S. Rồi, chạy lại nha. Ok, đang là null. Qua một cái. À, cao bằng 5 rồi nè. Vậy tức là đếm được rồi. Ha, rồi, ngon. F5 luôn. Đó. Gì đây? Mình lót lên rõ ràng mà nó ra là dictionary, rồi dictionary data đó. À, là do mình chưa set một cái, thuộc tính gọi là display member. Thì mình sẽ set trước. Ở đây cái combo box, combo box word.display member, mình sẽ để nó hiển thị key lên. Có phải cái data nè, nó quất ra một phát là nguyên cái class này, mà class này có tới 3 cái trường, nó đâu có biết là xuất hiện hiển thị cái trường nào lên, đúng không? Thì cái thằng này nó sẽ thông báo rằng hiển thị cái trường nào tên là key lên. Đó, đó là cách sử dụng combo, đó là thấy chưa? Nó hiển thị lên ngay cho các bạn, thấy chưa? Đó. Hello, goodbye, giờ học cái tin kia ta. Ngon chưa? Được không? Rất là tuyệt vời. Nó load lên nhiều các bạn nè. Rồi, tiếp, giả sử mình không muốn hiển thị key, mình muốn hiển thị cái meaning. Thì sao? Giờ chạy thử ra meaning cho các bạn coi. Đó, thấy chưa? Xin chào cảm biên. Rồi, muốn explanation, nó là cái explanation cho các bạn coi. Như mình muốn để hiển thị key. Rồi, lỡ rồi giải quyết cho xong luôn nha. Tiếp tục nè. Như các bạn thấy khi mà mình nhấn vô á, bên đây nó không hề hiển thị lên. Bên đây nó không hề hiển thị lên cái ý nghĩa và cái giải nghĩa. Thì muốn giải quyết cái chuyện đó, các bạn phải thực hiện một cái event ha. Mình sẽ làm một cái event trong đây nè. Mình chọn property của combo box nha. Các bạn chọn là cái selected index chain. Selected index chain. Rồi, cái selected index chain này nè, các bạn phải, thì có phải ý tưởng là mỗi khi mà cái combo box nó có thay đổi cái thằng được chọn, thì những cái test box này nó sẽ thay đổi cái giá trị theo tương ứng. Thì giờ mình sẽ làm cho các bạn coi. Từ cái combo box ha, là combo box bằng senders as combo box. Chính cái sender này chính là cái thằng gửi event, và thằng gửi event đó chính là cái combo box word, đúng không? Rồi, tiếp tục. Mình sẽ lấy ra cái selected item. Chưa? Mình sẽ lấy ra cái selected item, nhưng trước hết mình phải kiểm tra là nó đã có item hay chưa. Lỡ data source nó không có cái gì hết thì nó bị null đi sao? Đúng không? Thì sẽ phải kiểm tra là combo box chấm data source bằng null thì bị tên luôn, không làm gì hết. Ngược lại thì sao? Bắt đầu lấy ra cái selected item, đó chính là dictionary data, bằng combo box chấm selected item s dictionary data. Ép kiểu đó thôi, tụi nãy ra là cái object mà, chứ object ép kiểu thì dễ rồi. Sau đó tiếp tục nè, cái test box meaning chấm test nó sẽ bằng cái data chấm meaning. Máy mình đang bị chậm dữ nè. Data chấm meaning không biết nó đang chạy OC mình, đúng rồi, do cái OC của mình. Rồi tiếp, test box chấm explanation chấm test bằng data chấm explanation, được không? Bây giờ các bạn coi nè, coi chạy nha. Đó, thấy chưa? Đó. Nhấn vô là thay đổi giá trị theo liền. Đây là cái cách để các bạn sử dụng combo box. Thấy chưa? Thì vậy không? Đó. Các bạn mà nhân nhuyễn nó rồi, các bạn sẽ thấy nó cực kỳ dễ sử dụng, dễ thao tác. Đó. How the team là gì? Là một website giáo dục chia sẻ kiến thức hoàn toàn miễn phí, đúng không? Cater là bất cứ ai mong muốn chia sẻ kiến thức miễn phí. Đó. Ok. Rồi, đã làm cái serialize, deserialize rồi thì làm luôn cái serialize đi. Tương tự đi ha, nhưng mà nó ngược lại một xíu thôi. Tương tự nhưng nó ngược lại một xíu. Ở đây mình sẽ cho hàng này vô.
thằng này mở ra open hoặc là create, open hoặc create luôn để vậy luôn được. Tiếp ở đây nè, mình sẽ thực hiện đưa cái giá trị xuống chấm serialize. Serialize cái nào? Serialize cái stream mình, cái file mình mở lên đó là file stream mà mình đưa vô chính là cái data của mình, serialize xuống. Đó, vậy thôi là xong. Vậy thôi là xong. Vậy thì khi nào gọi hàm này? Khi nào gọi hàm này? Khi nào gọi hàm này thì có phải là khi mà đóng chương trình. Có phải là khi mà đóng chương trình không? Khi đóng chương trình thì chúng ta sẽ lưu cái giá trị ở trên cái từ điển này xuống. Đúng ta? Hợp lý mà, đúng rồi, hợp lý chứ. Đóng chương trình thì chúng ta lưu xuống. Giả sử chưa có file thì sao? Có thì cứ lưu đi, chắc kèo. Đúng không? Hoặc là bất cứ khi nào mà mình cần thiết, bất cứ khi nào mà mình cần lưu lại thì mình lưu. Hoặc là các bạn có thể tạo một cái bản sao luôn, tạo một cái bản ngay trên code luôn. Tức là cái file đó lỡ mà không có thì các bạn lấy từ trong code ra. Các bạn lấy từ trong code ra, các bạn show lên rồi sau đó kiểm tra là nếu như file nó không tồn tại, các bạn gọi cái hàm serialize này để đưa cái dữ liệu đó xuống dưới bên dưới để tạo ra một file backup. Được không? Có rất là nhiều cách cho các bạn nha. Thì bây giờ mình chỉ demo cho các bạn biết cách sử dụng thôi. Là các bạn nè, mình sẽ serialize mỗi khi đóng chương trình. Được không? Mình sẽ serialize mỗi khi đóng chương trình. Vậy thì nó sẽ được gọi khi nào? Mình sẽ tạo một cái hàm public. Public void serialize, được không? Để cho nó form gọi. Thằng này mình sẽ để private đi. Thì nó sẽ gọi trong đây, mình sẽ serialize to XML chính là cái items của mình, được không? Và cái file back. Đó. Thì cái form 1 này mỗi khi nó đóng chương trình, đó, mỗi khi nó đóng đây nè, nó sẽ gọi dictionary.serialize, đúng không? Serialize xuống thôi, cái chuyện lưu xuống thôi. Rồi. Nhưng coi chừng là bất cứ khi nào mà cái form này nè nó thực hiện closing nó đều bị gọi hết. Thằng này nếu y cancel bằng chu rồi, vậy thì chỗ này return luôn. Đó là chắc chắn. Tới khi nào người ta nhấn OK nó mới thực hiện gọi này, còn nếu không thì thôi. Chưa? Rồi bây giờ chạy thử nè. Chưa? Bây giờ nó đưa file lên rồi đúng không? Nó load lên rồi. Các bạn lưu ý nha, mình có một cái mình quên. Là các bạn chưa có đóng cái file stream lại. Các bạn mở file ra mà các bạn chưa đóng đúng không? Đúng chưa? Các bạn mở ra mà các bạn chưa có đóng. Cho nên chỗ này các bạn phải là tạo ra một cái object. Rồi. OBJ bằng serialize này. Các cái bục return ra cái OBJ. Chưa? Ở ngay đây nè. Cái này chấm close. Các bạn phải close đi. Hàng này cũng tương tự, sau khi serialize xong rồi thì FS close. Phải đóng file stream đi, một thao tác rất là bình thường. Ok. Bây giờ chúng ta cùng xem nó load là thành công đúng không? Mình sẽ vào trong đây. Vào trong đây ha. Mình xóa file data đi. Được chưa? Rồi, bây giờ mình đóng chương trình nè. Ok. Đó, nó tạo ra file data cho mình thấy chưa? Rồi, mở lên xem có đúng y chang không? Đúng y chang luôn. Ngon lành chưa? Đó. Là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái chuyện. Mình đã hướng dẫn xong các bạn xong cái chuyện đó là serialize, deserialize, tạo cấu trúc để lưu trữ cái từ điển của chúng ta và làm luôn cái chuyện đó là load dữ liệu lên Composbox. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hãy để lại bình luận và hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất nhập. Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình.